hai sự việc kỳ liễu. Mày có não không? Là nhắc anh xin kỳ liễu là nhắc luôn hết đi. Hôm nay xin dừng kỳ liễu. Em đây xin chúc happy birthday chị Thí Liễu. Đúng không vậy? Quý vị có nghe cái câu mà đẹp mà bị khùng không? Con này nè. Kỳ liễu. Sao? Đẹp mà ngu hả? Đúng luôn. Chúc mừng em nha. Cảm ơn em. Lạc Hơn. Em nhạc Hơn tới nè. Nhớ cha. Đồ này của anh Chí Tài đó nghe. Cháu của Hàng Bạch Tử đó. Kính thưa quý vị, và em cũng đã vừa đạt giải Nobel về văn học và tăng hoa với tác phẩm Hoa Trinh Nữ. Giải dạ. Nobel nó trao nước nào biết không? Dạ. Biết giải Nobel trao nước nào không? Nó xiết về. Giải Nobel mà nó xiết về. Xiết về tận nhà. Giải Nobel như mua hàng Shopee vậy. Dạ. Xin mời. Chị Liễu đúng không? Lâu quá không gặp. Sao mới gặp nhiều vậy? Hôm nay sinh nhật Thúy Liễu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi! Xin lỗi đi. Xin lỗi. Cô Xuân Tâm hả? Cô Xuân Tâm đứng lại đó. Đã cho bạn con chào cô Xuân Tâm cái nghe. Cô Xuân Tâm khỏe không? Cô Xuân Tâm khỏe không? Đi ơi, khoan. Bình thường á, mấy con nhỏ nhỏ tầm 16-17 cm em còn chịu được, chắc là đây em chịu nổi. Dài quá, mấy con trở mình thấy lắm, còn mấy con này là phải đáng sợ đúng không? Rồi là mời cô Xuân Tâm chào bạn đi. Thôi. Bạn con tên gì? Con biết. Không biết hả? Mấy cô đạp cho Tiểu Bạch. Hả? Tiểu Bạch á. Tiểu Bạch hả? Nó có Bạch đâu má. Tiểu Bạch này mới nhãn heo ra này thấy không? Nhãn qua này rút hay nhớ khúc mà Bạch xa không? Sao mà nó gan dữ trời? Con được 4 tuổi, nuôi bạn 2 năm. Cô sợ nhất là mấy con mà ổng có chân á. Trơn trượt quá. Rồi đi xuống để cô chúc mừng sinh nhật cô đây nha. Con gì thương muốn xỉu luôn á. Dạ chị, bữa nào mình có nuôi con rắn nào tầm 16-17 cm sinh con chị? Quay trở lại với một tác phẩm văn học tiếp theo. Kính thưa quý vị, hôm nay sinh nhật Thúy Liễu. Em đây phát biểu đôi lời câu thơ. Sao giờ thấy văn rồi thấy ngon là đôi lời câu thơ. Nếu mà chỉ có anh bơ mày làm gì vậy? Anh bơ em đây tặng chị. Đang nói cái bơ để ăn có má. Hết biết là bị lú không? Nếu mà chị thích ăn bơ, đi về Đắk Lắk mua bơ đi má. Nói giỡn thôi, chứ chúc chị Thí Liễu sẽ có một cái buổi sinh nhật thật là bị nhiều nha chị nha. Sao má má thì thêm hệ điều hành của má là chạy hệ điều hành có nghĩa là bị nhiều, có nghĩa là nó bị nó cái nước nó bị tọc. Chị vô đóng gói cái bánh đi. Dạ. Nó đang hùng cái điên đó. Dạ. Một tràng pháo tay cho tác phẩm Hoa Trinh Nữ ạ. Nó không đẹp mà nó cũng ngu nữa. Đẹp mà ngu cũng cỡ. Đang bào chữa cho nó đẹp mà bị ngu. Đúng không? Thằng kia nó nói là mày không đẹp mà mày không đi đâu. Mày gì? Đó đi chưa? Mấy người đẹp anh vậy đó. Nó là đẹp mà bị khùng đó. Ở nào không ở nào? Nó xanh điệu nhưng mà khùng. Xanh điệu. Hỏi chi cho năng nhục, yên giang luôn. Anh bác sĩ hôm qua đâu rồi? Em bị khùng anh ơi. Anh chưa tới, có anh đi thị ngồi kế Alex kìa. Anh làm gì? Anh đi thị ngồi kế Alex. Vậy hả? Xíu khám cho em nha. Em lên chợ em lột đồ trước ha. Rồi. Ok. Em bình, okay. Em bình thường nhưng mà em bán ế quá cái gì. Ai chưa mua vé đâu, ủng hộ em nha. Chắc bình thường. Trời, tôi thấy tao cũng khùng vậy đó.
tự nhiên làm cha anh ta giờ đi làm gái. Cái đó ai cũng biết hết nha. Nè em hỏi là lộn có khùng không? Đó. Tao khùng tao mới muốn mày vô đây làm đấy má. Đó đúng rồi. Tụi mình khùng với nhau mà. Thôi mình xấu xấu cái gì nha. Rồi bây giờ ai nói cho tao biết xấu là giò xấu giờ vô. Cảm ơn. Chào em. Mấy cờ ta. Xô kỳ là mấy kỳ là mấy kỳ đây. Mấy kỳ là khô khô lắm. Dùng rồi xin gửi đến cô chú chị một cái Truloto Bolero cho quý vị nha. Anh đánh Bolero giùm em. Hai chồng hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã biết bao đau thương nhau.
không, tới cái chỗ mà thứ ba tới hai đứa mình đi quay á, là đồng mà mới nói hồi chiều đó. Miếng gì đây? Mày là viên của chị đó. Miếng gì vậy? Ở Đồng Nai. Ừ, con số 2. Chồng chị Nhung kinh rồi. Anh lấy xe cấp cứu này chồng chị Nhung nữa.